con ơi, cây hồng trái mới lú lú vừa vừa mấy anh két lại tới đó bà con ơi. Tôi kìa đang đang đứng trong nhà bếp đó, quay ra đó đó nó lại nó bắt đầu nó ăn trái nó hơi hồm hồm rồi nó ăn rồi đó. Vậy là từng này phải bọc cây hồng mới được, chết rồi mấy anh lại tới rồi đó. Lan xin chào cả nhà buổi sáng nha bà con ơi, sáng ra gặp chuyện buồn ở đây. Coi coi con tính đợi qua mùng 7 Tết, bữa nay mùng 7 nè, mình mùng 7 mùng 8 ra buộc làm bọc nó lại coi mấy con chim nó bắt đầu giờ nó ăn rồi, còn xanh lè gì mà nó ăn mà nó bắt đầu nó ngọt rồi đó bà con coi nè, xanh lè gì bắt đầu nó ăn rồi nè, thấy không đó. Thôi giờ bẻ đi, quá quá trời luôn rồi đó. Uổng ghê chưa bà con coi nè đó. Bây giờ lên bữa nay nó mắc học chắc sáng rồi tới 1-2 giờ mình mới nghỉ là đó, thì bây giờ bắt đầu nó ăn nhiều lắm ở trên này nữa nè, bên đó nó cũng ăn rồi bà con ơi, nó ăn trên cao mấy bữa nay rồi mình không hay, bây giờ bắt đầu quá trời trái luôn mà Lan phải bọc mới được, mà cái này mượn con mình ra nó phụ nữa coi nè bà con coi, nó ăn vậy là nó ăn mấy ngày rồi mà Lan không hay rồi, đây nó ăn mấy ngày nay mình không hay rồi. Đó, đây nữa nè bà con ơi coi nè, xuống tới dưới này nó ăn luôn rồi nè, ở trên đọt người ta chừa cho nó ăn tới dưới này luôn rồi, coi kìa bà con thấy không, đó đây nè, đó, nó ăn mấy trái ăn hết rồi, bỏ tay với mày à, trời ơi, ý là có con chó chạy ra chạy vô đó nha, đó bà con coi nó móc nó ăn kìa, nó ăn nó trơn nè thấy không, rồi Lan thấy nó ở đây nữa nè. Trời ơi, cho nó phá nè, bấm nó nhỏ lại đây nè. Trời ơi, bây gì là nó ngọt lắm rồi, nó ăn đây nè. Ôi ôi, phá quá. Đây nữa nè. Đó coi nè, trời ơi. Nói đây năm nay mình bọc lại đem cho bà con rồi, bẻ lên trên giáo hội rồi cho chị em rồi chứ. Nó phá gì đó bà con ơi, coi nè. Đây nữa nè. Ôi, mấy sư phụ này phải kêu là mấy anh chim đó. Mấy anh chim, mấy ông chim, mấy bà chim. Ê, tình phá gì đó bà con. Nó dữ lắm. Ê, where are you? Mấy đòi hút gió, hút gió. Hút gió chửi mày chứ không hút gió kêu mày đâu đó. Không biết nó đâu là con thấy mà nghe nó kêu. Cái này là két xanh ăn nha bà con, chứ phải két không ai chim nha. Cái đó, đó đó nó đây. Nó có lan đây mà nó lại thấy không? Đó, nó đứng đó bà con thấy không? Đó, nó ngồi cái cây mỡ nó đậu nó thấy chưa? Có hai đứa nó đậu mỡ nó thường thường nó đi ăn cặp không à. Đó nó chửi mình đó. Trời đất ơi, chút xíu nó lan đi bọc nó mới lại. Con coi nè, bọc mới có ăn trái dữ lắm. Cái này mép trong này thì nó không có thấy được, nó không thấy, nó không ăn nè. Bà con coi đùm đùm nè, thấy chưa? Thấy ham chưa, một đùm này 2, 3, 6, 8 trái nè, 9 trái nè. Cái đùm này đang cầm nhiêu là 9 trái nè. Đó, trời ơi. 9 trái đó, cái đùm đó không là 9 trái đó. Còn nguyên cái bao này không nhiều lắm đó. Quá rồi. Để chút gà dành ăn với nó mới được bà con ơi. Đây này là hai bạn. Hai bạn ăn ở trên cao, hai bạn đừng ăn dưới nha. Tôi đi vô nhà tôi đi học á. Đừng có ăn ở dưới nha. Cái khúc dưới này của tôi. Khúc ở trên thì của tôi Lan chừa cho mấy bạn ăn á nha không? Biết không? Nghe được không? Nghe hiểu thì làm ơn giùm, đừng có ăn cái dưới này để Lan ăn. Còn cái trên đó thì mấy bạn ăn. Hình như hai chồng đó, đó bà con biết phải. Đừng đứng lên cặp không mà đó 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 đó. Thấy không? Lan vừa nói xong nó đi qua bên cái cây của Lan liền. Nó chẳng có sợ gì hết á. Tao sợ nó bay luôn rồi. Rồi thôi ăn cho đã đi. Bây giờ tao đi vô học rồi, trễ giờ cô giáo la tao. Chào cả nhà. Hôm nay Lan chuẩn bị bọc cây hồng nha bà con. Hồi sáng giờ là chim nó ăn. Bây giờ mình mới học xong, bây giờ Lan chuẩn bị ra Lan bọc cây hồng. Đó, bây giờ phải bọc nó lại chứ bây giờ không bọc là sáng giờ nó ăn nhiều lắm đó bà con ơi, ăn 2-3 bữa nay rồi mà mình không hay nha. Đó, bây giờ để Lan đi bọc bọc hồng lại. Trước bà con Lan làm hãng mai á nên Lan lấy bọc lại nè. Bây giờ
nha. Đó, đây bọc xong nè. Chứ bọc mà mình đi siêu thị rồi về là nó bị rách hết trơn á. Đó, bây giờ đang chuẩn bị. Đây, bây giờ trước tiên đang làm cái bọc này đi nha. Đó. Mình cắt bỏ mấy cái nhánh này nè bà con. Nó cắt bỏ mấy cái nhánh gì nè. Đó đây. Đó, mình tỉa bớt đi ha. Mình tỉa bớt đi, mình mới bọc nó lại. Mày không có quậy nha, mày không quậy bà nội là bà nội đưa mày vô trong nhà đó. Nó lăn ra lăn tỉa bớt cái gì nè. Cái trái này bị chim nó ăn rồi, nó bươi rồi, thôi lăn bỏ luôn rồi bà con. Thấy không, nó bươi rồi, thôi mình bỏ đi nha. Ở đây đó, mấy cái nhánh nó chia chia lên gì nè. Nó làm bọt, giống như mình làm cho nó rọn lại đó bà con. Rồi, cây kéo để nó ra đây đỡ đi nha. Rồi bây giờ bắt đầu lăn buộc lại, đứng lên gì buộc lại nha bà con. Mấy cái bọc này thì nó có cái lỗ sẵn rồi nha bà con. Thường thường mấy bọc này nó có lỗ sẵn hết rồi. Tại người ta đựng hàng từ Trung Quốc qua nó có cái lỗ sẵn. Ở đây nó có lỗ sẵn rồi nè bà con, mình không cần lấy cái lỗ nha. Bây giờ là anh tiếp tục đi bọc nữa. Coi Lan, Lan dối tay bẻ nó, gịch gịch nó xuống coi nó rụng gãy nhánh này bà con ơi. Coi nè, đếm coi nhiều trái nha. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hai trái nữa, 19 trái. Coi nè. Trời ơi. Bây giờ tại cao quá mình dối dối lên á. Hết 19 trái rồi bà con ơi, nãy giờ bọc được nhiêu rồi nè. Nãy giờ đang bọc được mấy bọc rồi nè. Không biết tới chiều nay gọi không, mấy tiếng hồ gọi không mà thấy có bọc á. Mình bọc gì nè thì nó thấy giống như có bọc bọc quá thì nó không dám lợi. Đó giờ Lan bọc bọc tiếp nữa nha. Wow, nãy giờ Lan bọc 3 tiếng đồng hồ được mới có nhiêu bà con ơi đó. Nói chung mình phải tỉa cái nhánh lá rồi bớt gì nè. Rồi Lan mới bọc nó lợi nha, đó. Tay nữa nè bà con đó, Lan tỉa nó lợi gì nè. Rồi mình mới bọc nó. Cái này cầu bọc cầu mà 3 4 ngày nữa mới gọi bà con mới được có một bên này thôi à. Còn cái khúc ở trên đó ha, mấy cái trên là Lan bỏ nha, cho chim nó ăn đi. Đó, Lan bọc vậy đó bà con. Còn mấy cái này nó phức ở dưới thì thôi Lan cũng để đây cho nó khỏi bọc. Đó, mấy trái một trái rồi thì Lan để lại cho chim ăn. Còn đó, bây giờ mấy cái này thì Lan bọc nó loại gì nè bà con nè. Một nhánh gì chứ mấy chục trái đó. Hồi nãy Lan làm gãy một nhánh gì là 19 trái rồi đó. Bà con nào ở Mê Bình có hồng á, hồng giòn thì nên bọc lại gì đi. Tới tháng 4, tháng 5 là mình ăn lần lần hoài vậy đó. Khoảng tháng 6 lần đó là mới hết ăn á. Nó chín rồi cái mình ăn từ từ hoài vậy đó. Đó nó chín rồi cái mình ăn từ từ, mình bẻ lần trong bọc á, cái nào chín trước chín sau đó. Có tốt nhầm khi Lan không bọc đó bà con thấy không. Cái nào mà một chùm nó 5-7 trái thì Lan mới bọc. Còn mà xa xa một trái hai trái thì thôi để cho chim nó ăn nha. Với cái cạnh bên đó thì Lan cũng không bọc nữa đâu. Nhiều quá rồi, bây giờ cũng không có bọc nữa bà con ơi. Bọc sơ hết một mớ rồi để bắt đầu bọc nữa. Giống như cái cây bọc vậy ha. Nãy giờ leo thang đồ làm quá trời luôn bà con ơi, được nhiêu rồi nè. Rồi ngày mốt Lan bọc nữa. Chị em nào mà có hồng giòn thì nên bọc lại gì để ăn. Chứ một bọc gì bà con biết không, mười mấy hai chục trái rồi. Không bọc lại uổng lắm, chim nó ăn hết trơn à. Đó. Bây giờ cũng 6 giờ, hơn 6 giờ thôi Lan nghỉ. Đi vô làm đồ ăn, ăn cơm. Tới đây thôi Lan xin kết thúc phim. Bà con yêu thích Lan nhớ đăng ký ủng hộ dùm Lan nha. Lan thành thật cảm ơn. Xin chào cả nhà, bye bye bà con. Bye bye.